Để tiếp tục, Bích Phượng kính mời quý vị theo dõi tin tài liệu với Minh Thúy. Minh Thúy xin kính chào quý vị. Kính thưa quý vị, vũ khí sinh học là một loại vũ khí hủy diệt hàng loạt dựa vào đặc tính gây bệnh hay truyền bệnh của các vi sinh vật như là vi trùng, vi khuẩn, ricin hoặc là các độc tố do một số vi trùng tiết ra để gây mầm bệnh hay cái chết cho con người, cho động vật hoặc là cây trồng phá hoại mùa màng, gây ô nhiễm môi trường, đưa đến những hậu quả không thể lường trước được, tùy thuộc vào khả năng lan truyền. Vũ khí sinh học chính là một loại trong những sáng tạo khủng khiếp nhất của loài người. Không ai có thể lường trước được hậu quả khi xảy ra một cuộc chiến tranh sinh học. Hai điều ước quốc tế về vũ khí sinh học vào năm 1925 và năm 1972, nhưng phần lớn họ đã thất bại trong việc ngăn cấm các quốc gia tiến hành nghiên cứu vũ khí tấn công và sản xuất vũ khí sinh học quy mô. Tính đến năm 2013 thì có tổng cộng 180 quốc gia đã ký Hiệp ước Vũ khí sinh học. Theo các điều khoản của Hiệp ước Vũ khí sinh học thì các quốc gia thành viên bị cấm sử dụng vũ khí sinh học trong chiến tranh, thử nghiệm, sản xuất, tàn trữ hoặc là phát triển chúng. Tuy nhiên, những kẻ khủng bố và những nhà lãnh đạo của các nước lớn đều không quan tâm đến bản hiệp ước này. Ví dụ như Charlie Taylor, chủ tịch của Liberia đã gây ra nhiều cuộc thảm sát bằng vũ khí sinh học trong cuộc nội chiến Liberia. Liên Xô cũ cũng đã ký hiệp ước vũ khí sinh học, tuy nhiên ngay sau đó thì các nhà lãnh đạo đã cho bí mật xây cất một kho vũ khí sinh học khổng lồ trong thời kỳ chiến tranh lạnh. Iraq cũng đã ký hiệp ước, nhưng tổng thống Saddam Hussein đã sử dụng khí độc sarin trong cuộc chiến tranh Iran Iraq giết hàng ngàn người dân thường vô tội. Tất cả điều đó cho thấy những mối đe dọa của vũ khí sinh học vẫn còn rình rập cho đến tận ngày nay. Tất nhiên các điều ước quốc tế và luật pháp quốc tế là một chuyện và khả năng của loài người tìm ra những cách thức sáng tạo để giết lẫn nhau là một điều khác. Một số quốc gia hiện vẫn tiếp tục theo đuổi khả năng chiến tranh sinh học tìm kiếm loại vũ khí chiến lược ít tốn kém với khả năng gây hại cao, hơn là đi theo con đường khó khăn và tốn kém như là vũ khí hạt nhân. Ngoài ra, mối lo ngại về an ninh càng ngày càng gia tăng về một số cá nhân hoặc là một tổ chức khủng bố cuồng trí có thể sản xuất hoặc là đánh cắp vũ khí sinh học để sử dụng. Hầu hết các tác động sinh học gây chết người được vũ khí hóa đa số được sử dụng với dạng bình xịt để gây nhiễm trùng khi hít phải. Biện pháp phòng vệ hữu hiệu nhất đối với vũ khí sinh học là mặt nạ bảo vệ được trang bị các bộ phòng lọc có khả năng ngăn chặn vi khuẩn, virus xâm nhập vào đường mũi và phổi. Ủng và găng tay cũng rất hữu ích để ngăn chặn các sinh học tiếp xúc với vết thương hoặc là vết lở trên da. Ngoài ra, chất khử độc có thể sẽ vô hiệu hóa ở các khu bị nhiễm bệnh sau một cuộc tấn công sinh học. Về mặt dân sự. Kể từ ngày khủng bố 11 tháng 9 năm 2001, phòng thủ dân sự chống lại vũ khí sinh học đã được cải thiện rất nhiều tại Hoa Kỳ. Nhưng muốn có một cuộc phòng thủ thành công chống lại các cuộc tấn công sinh học lớn, đòi hỏi phải có sự tiến bộ đáng kể trong kỹ nghệ cảm biến, hệ thống cảnh cáo, vaccine, thuốc men, đào tạo người và giáo dục công cộng, cũng như lập kế hoạch cho các tình trạng khẩn cấp nền tảng của bất kỳ cuộc phòng thủ dân sự nào trước một cuộc tấn công bằng vũ khí sinh học là hệ thống y tế phải được thiết lập để đối phó với các bệnh xảy ra. Các loại vaccine đặc biệt đã được chế ra, thử nghiệm và phê duyệt để đối phó với hai tác động sinh học nguy hiểm nhất cũng có thể được vũ khí hóa dễ dàng, đó là bệnh than và bệnh đậu mùa. Ví dụ, chính phủ Hoa Kỳ cần phải có đủ vaccine bệnh đậu mùa để chích ngừa cho toàn bộ dân số Hoa Kỳ và đủ vaccine bệnh thang để tiêm cho ít nhất mọi thành viên của quân đội Hoa Kỳ. Hiện nay đã có vaccine hiệu quả cho bệnh dịch hạch, bệnh tả và được phê chuẩn để sử dụng, nhưng chỉ có một số lượng nhỏ được sản xuất vượt xa những gì có thể cần thiết nếu có một số lượng lớn người bị nhiễm bệnh. Hơn nữa, tại Hoa Kỳ, một số vaccine vẫn thuộc trong vòng thuốc đang được kiểm tra và chờ thí nghiệm thêm trước khi FDA xác nhận tính hiệu quả và an toàn của chúng. Trong số này bao gồm vaccine Q-fever, bệnh sốt thỏ, viêm não ngựa ở Venezuela, sốt xuất huyết và ngộ độc. Việc sử dụng các vũ khí bằng các loại vi khuẩn sinh vật đã xuất hiện từ thời thượng cổ xa xưa. Vào năm 1500 trước công nguyên thì dân tộc Hittite ở Asia Minor là bán đảo ở phía Tây châu Á, một phần của Thổ Nhĩ Kỳ đã nhận ra được sức mạnh của bệnh dịch. Họ biết sử dụng các vi sinh vật gây độc hại này đã đưa người mang bệnh dịch sang lãnh thổ của đối phương. Trong những năm 184 trước công nguyên, người ta đã sử dụng các lọ có rắn độc ném vào thuyền của đối phương. Vào khoảng thế kỷ thứ 6 trước công nguyên, người ta cũng dùng các nấm có chất gây ra ảo giác với kẻ địch. Nhiều đội quân cũng đã biết đến sức mạnh của vũ khí sinh học. Họ đã dùng các máy bắn đá, bắn những sắc chết và lây bệnh dịch vào trong thành trì của đối phương. Vào những năm 1346, thân thể của những người lính đã chết vì bệnh dịch được ném qua các tường của thành phố Cafe. The Black Death đã giết chết một nửa số dân người Âu Châu vào thế kỷ thứ 14. Người ta vẫn thường rùng mình khi nhắc đến sự kiện này. Thực tế thì trong lịch sử, vũ khí sinh học xuất hiện ở nhiều dạng khác nhau. Những người nhiễm bệnh dịch đi lang thang những túi giấy chứa đầy bọ chét gây bệnh dịch. Hay trong suốt cuộc chiến tranh Pháp Indian năm 1756 đến năm 1763, vũ khí sinh học của quân đội Anh chỉ đơn giản là phân phối những tấm chăn đắp hàng ngày, những người dân ngay sau đó đã bị nhiễm đậu mùa. Năm 1940 đến năm 1941, quân đội Nhật đã rải ở 11 tỉnh Trung Quốc những trái bom chứa sinh vi học gây bệnh dịch hạch họ còn thả những con rận nhiễm bệnh hạch, những hạt gạo nhiễm trùng bệnh dịch hạch để thu hút những con chuột ăn vào, sau đó truyền bệnh khắp nơi ở Trung Quốc. Năm 1950 đến năm 1953, trong chiến tranh Triều Tiên thì Mỹ đã sử dụng vũ khí sinh học bằng cách thả côn trùng gây bệnh cho người và lúa ở vùng quân đội Bắc Triều Tiên kiểm soát. Và kính thưa quý vị, nhiều nhà sử học còn phán đoán rằng mười bệnh dịch trong kinh thánh mà Moses gọi xuống để đẩy lùi quân đội Ai Cập, có vẻ là một chiến dịch sử dụng vũ khí sinh học hơn là sự trả thù của Chúa. Ngày nay, việc phát triển vũ khí sinh học đều vi phạm hiệp ước về việc sử dụng vũ khí sinh học năm 1972 và nghị định thư Geneva, nhưng dù cho một số quốc gia đã đồng ý phá hủy các kho vũ khí sinh học và ngừng các cuộc nghiên cứu lại, mối nguy cơ hiện nay vẫn còn đó. Hậu quả trong cuộc chiến sinh học, những bệnh tật đáng sợ nhất là do những tác động lan truyền qua nước, bụi hay động vật có khả năng gây bệnh cao. Đó là dịch hạch, bệnh tả, những bệnh do virus gây ra như sốt vàng da, bệnh virus vẹt, cúm, những bệnh do trùng rận gây ra như là sốt cháy rận, những bệnh do độc tố trong thức ăn, nước uống gây ra ngộ độc hàng loạt. Tuy vậy, kết quả của những biện pháp chiến tranh sinh học không chắc chắn. Những mầm bệnh gây bệnh đó có thể biến mất rất nhanh hoặc là gây nên những bệnh dịch không thể kiểm soát được hoặc là tác động ngược chiều. Không những người của đối phương mà của những bên thực hiện biện pháp chiến tranh sinh học cũng trở thành nạn nhân. Thời gian phát huy tác dụng của mầm bệnh ít ra là vài ngày, không thích ứng với yêu cầu chiến thuật quân sự. Cảm ơn quý vị đã theo dõi. Minh Thúy xin kính chào. Mong gặp lại quý vị trong chương trình phát hình lần tới. Kính chúc quý vị, bản tin Hoa Thành Đốn tối nay đến đây là chấm dứt. Bích Phượng xin cảm ơn quý vị luôn theo dõi và đón xem. Mọi liên lạc hay đóng góp ý kiến với ban biên tập SPTN DC. Xin email về Washington DC at tv Bích Phượng kính chúc quý vị có một buổi tối an vui và hạnh phúc bên người thân và gia đình. Bích Phương kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị vào kỳ tới. Ban chấp hành Hậu duệ Việt Nam Cộng hòa Hải ngoại xin trân trọng kính mời quý đồng hương, quý đoàn thể, quý cô chú bác cùng tất cả các anh chị em Hậu duệ khắp nơi tham dự Đại hội Hậu duệ Việt Nam Cộng hòa Hải ngoại Houston 2019 tại nhà hàng Phoenix Seafood 15156 Bel Air Boulevard, Houston, Texas 77083. Vào lúc 11 giờ sáng Chủ Nhật, ngày 7 tháng 4 năm 2019, sự hiện diện của quý quan khách là vinh dự, là niềm khích lệ lớn lao cho chúng tôi trong công cuộc phát triển hậu duệ Việt Nam Cộng hòa hải ngoại. Mọi chi tiết xin liên lạc 832 229 3171 713 702 2268 804 868 8933 561 271 9350 hậu duệ việt nam cộng hòa hải ngoại gmail.com facebook hậu duệ việt nam cộng hòa hải ngoại xin trân trọng kính mời